Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Vật lý Online. Và ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về nội dung khúc xạ ánh sáng. Và hôm nay chúng ta sẽ qua một nội dung mới. Trước khi đi qua nội dung mới ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau ôn lại một số kiến thức cũ. Phát biểu nội dung định luật khúc xạ ánh sáng, nếu đặc điểm của góc tơ Y và góc khúc xạ R trong hai trường hợp khi tia sáng truyền từ môi trường chiếu quang hơn sang môi trường kém chiếu quang hơn và khi tia sáng truyền từ môi trường chiếu quang kém hơn sang môi trường chiếu quang hơn, thì nội dung định luật khúc xạ ánh sáng nói rằng tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia phạm tuyến so với tia tới. Đối với hai môi trường trong suốt nhất định, tỷ số giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ là một hằng số sin y chia sin r bằng n2 1, trong đó n2 1 được gọi là chiết xuất tỷ đối của môi trường khúc xạ 2 đối với môi trường tới. Nếu n2 lớn hơn n1, tức là môi trường 2 chiếu quang hơn môi trường 1, thì góc khúc xạ R sẽ nhỏ hơn góc tới Y, có nghĩa là tia khúc xạ ở gần phạm tuyến hơn, như hình này. Và nếu N2 bé hơn N1, tức là môi trường 2 chiếu quang kém hơn môi trường 1, thì góc khúc xạ R sẽ lớn hơn góc tới Y, có nghĩa là tia khúc xạ sẽ lệch xa phạm tuyến hơn. Bài tập số 2. Chiếu một chùm tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết xuất N1 bằng căn 2 ra không khí có chiết xuất N2 bằng 1. Xác định góc khúc xạ và so sánh với góc tới Y trong các trường hợp sau. Góc tới bằng 30 độ, góc tới bằng 45 độ, góc tới bằng 60 độ. Thì để giải bài số 2 này thì chúng ta sẽ áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng N1 sin Y bằng N2 sin R. Chúng ta sẽ sử dụng công thức đó và thể các giá trị giả thiết bài toán vào thì mình sẽ được đáp số bài toán như sau. Khi góc tới Y bằng 30 độ thì chúng ta tìm được góc khúc xạ R bằng 45 độ. Khi góc tới Y bằng 45 độ thì chúng ta sẽ tìm được góc khúc xạ R của chúng ta bằng 90 độ. Và chúng ta luôn thấy rằng góc khúc xạ R lớn hơn góc tới Y. Và khi góc tới Y bằng 60 độ thì chúng ta tính ra được sin R lớn hơn 1. Và ở đây thì chúng ta thấy sin R của chúng ta lớn hơn 1 là vô lý, nên hiện tượng khúc xạ ánh sáng này không còn xảy ra nữa. Vậy hiện tượng gì đã xảy ra trong trường hợp này? Thì để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài học mới. Bài 27, phản xạ toàn phần. Và ở bài tập trên, khi chúng ta chiếu xuyên góc chùm tia sáng đi từ môi trường có chiết xuất N1 sang môi trường có chiết xuất N2 kém chiếu quang hơn, thì ở trường hợp câu C, ta thấy không có hiện tượng khúc xạ ánh sáng xảy ra nữa. Vì sao là như vậy? Để tìm hiểu điều đó, ta sẽ đi vào phần 1, tìm hiểu về sự truyền ánh sáng vào môi trường có chiết quang kém hơn để hiểu rõ bài này. Một là mạ sự truyền ánh sáng vào môi trường có chiết quang kém hơn. Một nhỏ thí nghiệm. Ở nhỏ thí nghiệm thì dụng cụ của thí nghiệm chúng ta gồm một bộ nguồn, một đèn chiếu chùm tia sáng có khe hẹp, một thước tròn chia độ và một khối nhựa trong suốt hình bán trụ. Và chúng ta sẽ bố trí sơ đồ thí nghiệm như trên màn hình đây. Tia tới, tia phản xạ, tia khúc xạ. Và đến đây thì cô có một câu hỏi đặt cho các em. Tại sao ở mặt cong của bán trụ chùm tia tới khi truyền theo phương của bán kính thì lại truyền thẳng? Và điều này có nghĩa là ở đây không xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Và chúng ta có thể giải thích như sau. Tia sáng đang ở ngoài không khí, chiếu đến mặt cong của khối nhựa trong suốt hình bán trụ, thì lúc đó do tia sáng vuông góc với mặt phân cách, nên góc tới Y bằng 0 độ, nên tia sáng sẽ truyền từ không khí vào mặt cong của khối nhựa sẽ là truyền thẳng. Do đó ở đây không xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Do đó, hiện tượng khúc xạ ánh sáng của chúng ta chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ khối nhựa trong suốt ra không khí. Như vậy trong thí nghiệm này thì hiện tượng khúc xạ ánh sáng của chúng ta chỉ xảy ra khi tia sáng của chúng ta đi từ khối nhựa trong suốt này đi ra không khí. Và cụ thể là hiện tượng khúc xạ ánh sáng sẽ xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường này. Và bây giờ chúng ta sẽ khảo sát sự truyền ánh sáng từ khối nhựa trong suốt sang không khí. Có nghĩa là ánh sáng đang đi vào môi trường trực quan cảm hơn. Và trong quá trình quan sát thí nghiệm thì các em hãy chú ý cho cô độ sáng và vị trí của chùm tia khúc xạ và độ sáng của chùm tia phản xạ để hoàn thành bản kết quả thí nghiệm dưới. Đây, như vậy thì các em quan sát và chú ý cho cô độ sáng và vị trí của chùm tia khúc xạ và độ sáng của chùm tia phản xạ để hoàn thành bản kết quả thí nghiệm dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ xem thí nghiệm khi truyền ánh sáng từ khối nhựa trong suốt sang không khí. Có nghĩa là ánh sáng của chúng ta đang đi vào môi trường cận trực quang hơn. Tiếp tới, tia khúc xạ. Và các bạn nhớ trong suốt quá trình thí nghiệm thì các bạn để ý cho cô độ sáng và vị trí của chùm tia khúc xạ và độ sáng của chùm tia phản xạ. Như vậy thì chúng ta vừa xem xong thí nghiệm và bây giờ chúng ta có thể hoàn thành cái bảng kết quả thí nghiệm như sau. Với giá trị gốc tới y nhỏ thì chùm tia khúc xạ của chúng ta lệch xa pháp tuyến và có độ sáng là rất sáng. Còn chùm tia phản xạ thì rất mờ. Còn khi chúng ta tăng dần gốc tới y thì chùm tia khúc xạ sẽ càng lệch xa pháp tuyến và nó sẽ có độ sáng là mờ dần đi. Còn chùm tia phản xạ thì sáng dần lên. Với góc tới y có giá trị đặc biệt y bằng y giới hạn thì chùm tia khúc xạ gần như sát với mặt phân cách và có độ sáng là rất mờ, còn chùm tia phản xạ thì rất sáng. Và nếu góc tới y có giá trị lớn hơn góc tới y giới hạn thì lúc đó chùm tia khúc xạ của chúng ta sẽ không còn nữa, còn chùm tia phản xạ của chúng ta rất là sáng. Và như ở thí nghiệm trên thì có một vị trí đặc biệt khi góc tới y bằng góc tới y giới hạn thì chùm tia khúc xạ gần như sát mặt phân cách và rất mờ, còn chùm tia phản xạ của chúng ta thì sẽ rất là sáng. Và tại vị trí này ta bắt đầu quan sát thấy hiện tượng phản xạ toàn phần. Và khi góc tới y lớn hơn hoặc bằng góc tới y giới hạn thì không còn quan sát được khúc xạ ánh sáng nữa mà chỉ quan sát được hiện tượng phản xạ toàn phần. Vậy góc tới giới hạn được xác định như thế nào thì mình sẽ đi vào phần 2 tìm hiểu về góc giới hạn phản xạ toàn phần. Hãy nhỏ góc giới hạn phản xạ toàn phần thì áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng N1 sin Y bằng N2 sin R và khi góc tới Y bằng góc tới Y giới hạn thì lúc đó góc R của chúng ta bằng 90 độ. Thế vào công thức thì chúng ta sẽ suy ra được sin y giới hạn bằng N2 chia N1. Và nếu với cái giá trị y lớn hơn y giới hạn, chúng ta áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng, chúng ta sẽ có được sin R lớn hơn 1. Và điều này là vô lý. Như vậy, điều vô lý này phản ánh trong thực tế cũng không có tia khúc xạ, nghĩa là khi góc tới y lớn hơn góc y giới hạn thì toàn bộ tia sáng tới bị phản xạ ở mặt phân cách và đó chính là hiện tượng phản xạ toàn hồng. Và từ các kết quả của thí nghiệm trên thì chúng ta có thể định nghĩa về hiện tượng phản xạ toàn phần như sau. Hay là mà hiện tượng phản xạ toàn phần. Mục nhỏ định nghĩa.
Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Nếu chiều ánh sáng từ môi trường cạnh chiếc quang hơn vào môi trường chiếc quang hơn thì có phản xạ toàn phần hay không? Vì sao? Và nếu chúng ta làm như vậy thì hiện tượng phản xạ toàn phần sẽ không xảy ra. Vì lúc này góc khúc xạ R luôn lớn hơn góc tới Y. Và để rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng quan sát thí nghiệm khi chiếu ánh sáng từ môi trường trực quan cận hơn sang môi trường trực quan hơn. Và cụ thể trong trường hợp thí nghiệm này thì chúng ta sẽ xem thí nghiệm khi chiếu ánh sáng từ không khí vào khối nhựa. Như vậy chúng ta thấy khi góc tới Y của chúng ta thay đổi từ 0 độ đến 90 độ thì luôn tồn tại cái giá trị của góc khúc xạ R hay là luôn tồn tại cái tia khúc xạ R. Như vậy trong trường hợp này thì chúng ta thấy hiện tượng phản xạ toàn phần sẽ không xảy ra. Và đến đây các em cần phân biệt giữa hiện tượng phản xạ toàn phần và hiện tượng phản xạ một phần thì hiện tượng phản xạ một phần sẽ luôn xảy ra đi kèm với tia khúc xạ. Hiện tượng phản xạ một phần luôn xảy ra đi kèm với tia khúc xạ. Vậy điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là gì? Mình sẽ đi vào phần 2. Hai nhỏ điều kiện để có phản xạ toàn phần. Có hiện tượng phản xạ toàn phần thì phải thỏa mãn hai điều kiện trên. Điều kiện thứ nhất, ánh sáng phải truyền từ một môi trường tới môi trường trực quang cảnh hơn. Và điều kiện thứ hai là góc tới giới hạn phải lớn hơn hoặc bằng góc. Trường hợp thứ hai là góc tới lớn hơn hoặc bằng góc tới giới hạn. Có nghĩa là y lớn hơn bằng y giới hạn. Và lưu ý, để có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra thì phải thỏa mãn cả hai điều kiện trên. Vậy hiện tượng phản xạ toàn phần có ứng dụng gì trong thực tế? Thì mình sẽ đi vào phần 3 tìm hiểu về ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần. Và trên màn hình là những hình ảnh trong thực tế về hiện tượng phản xạ toàn phần. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần cụ thể ở cặp quang. Mục nhỏ cấu tạo. Cặp quang là một bó sợi quang, mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ hiện tượng phản xạ toàn phần. Và đây chính là hình ảnh của cặp quang. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem cấu tạo của một sợi quang. Thì mỗi sợi quang của chúng ta sẽ có cấu tạo gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là phần lõi. Và phần thứ hai là phần vỏ bọc. Và phần lõi của sợi quang là trong suốt bằng thủy tinh siêu sạch có chiết xuất N1. Phần vỏ bọc sẽ là một chất trong suốt bằng thủy tinh có chiết xuất N2. Và lưu ý rằng cái N2 này phải nhỏ hơn N1. Và phản xạ toàn phần xảy ra phân cách giữa phần lõi và phần vỏ làm cho ánh sáng truyền đi được trong sợi quang. Để tạo độ bền và độ dài cơ học cho sợi quang thì người ta dùng một lớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo ở ngoài cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát đường đi của chùm tia sáng trong cặp quang. Và cụ thể là chúng ta đang xem đường đi của chùm tia sáng trong một sợi quang thì chúng ta xem nó đi như thế nào. Cặp quang có những công dụng gì thì mình sẽ đi vào phần hai nhỏ tìm hiểu về công dụng của cặp quang.
Thứ nhất là người ta sẽ ứng dụng cặp quang vào trong truyền thông tin. Thì dựa vào những ưu điểm vượt trội của cặp quang so với cặp đồng. Thứ nhất là dung lượng tín hiệu lớn, thứ hai là nhỏ, nhẹ, dễ vận chuyển và dễ uống. Thứ ba là không bị nhiễu bởi các điện từ bên ngoài, bảo mật tốt. Thứ tư là không có rủi ro cháy vì không có dòng điện. Do đó, người ta sử dụng cặp quang trong truyền thông tin. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video ứng dụng cặp quang trong việc truyền thông tin. Giả sử thông tin cần truyền của chúng ta dưới dạng âm thanh, hình ảnh, vân vân, thì đầu tiên chúng ta sẽ mã hóa thông tin dưới dạng hệ nhị phân như trên màn hình. Đây. Sau đó sẽ biến đổi thông tin hệ nhị phân dưới dạng ánh sáng. Với một thì đèn flash sẽ sáng và không thì đèn flash sẽ tắt. Cứ như vậy chúng ta sẽ có hình dạng của ánh sáng. Và ta dùng cặp quang để truyền hình dạng ánh sáng đi đến vùng nhận được thông tin và thực hiện mã hóa lại hình dạng của ánh sáng như ban đầu đã truyền để nhận được hình ảnh, thông tin, tín hiệu vân vân như chúng ta cần truyền. Rồi, và ngoài ra thì cặp quang còn được ứng dụng trong nội soi trong y học và sử dụng trong nghệ thuật trang trí. Bài này chúng ta cần nhớ những nội dung sau. Thứ nhất, phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ ánh sáng tới xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Thứ hai, điều kiện để có phản xạ toàn phần là ánh sáng phải truyền từ môi trường tới môi trường trực quan cảm hơn, tức là N1 lớn hơn N2. Và thứ hai, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc tới giới hạn, tức là Y lớn hơn hoặc bằng góc tới Y giới hạn. Và thứ ba là cặp quang là dây dẫn sáng được ứng dụng phản xạ toàn phần để truyền thông tin trong nội soi y học, trong trang trí, vân vân. Và để hiểu rõ hơn về nội dung bài ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào một số câu hỏi củng cố. Đầu tiên là những bài tập trắc nghiệm định tính. Câu hỏi số 1, câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Trong cặp câu sau, câu nào là câu sai? Một tia sáng khi đi từ môi trường có chiết xuất N1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết xuất N2 với N2 nhỏ hơn N1 thì A có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới, B góc khúc xạ R lớn hơn góc tới Y, C tỷ số giữa sin Y và sin R không đổi khi cho góc tới thay đổi, và câu D góc khúc xạ thay đổi từ 0 đến 90 độ khi góc tới Y biến thiên. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi một tia sáng truyền từ môi trường N1 đến môi trường có chiết xuất N2 bé hơn N1 thì nếu góc tới Y lớn hơn hoặc bằng góc tới Y giới hạn thì lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Mà khi hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra thì không còn tia khúc xạ nữa. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ chọn câu A là câu sai. Có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới là câu sai. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi số 2. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường 1 có chiết xuất N1 tới mặt phân cách với môi trường 2 có chiết xuất N2 cho biết N1 bé hơn N2 và Y có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần? A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách. B. Góc tới Y thỏa mãn điều kiện sin Y lớn hơn N1 chia 2. C góc tới Y thỏa mãn điều kiện sin Y bé hơn N1 chia N2. D không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Như vậy ở câu số 2 này thì chúng ta thấy điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì ánh sáng phải truyền từ môi trường trực quang hơn
sang môi trường chiếc quang cảnh hơn, có nghĩa là N1 phải lớn hơn N2. Mà giả thiết bài toán cho N1 bé hơn N2, như vậy thì chúng ta thấy với mọi giá trị của góc tới y cũng không có hiện tượng phản xạ toàn phần. Như vậy mình sẽ chọn câu D. Câu số 3. Câu số 3 có nội dung như sau. Một tia sáng có thể truyền giữa các môi trường 1, 2, 3 khi đi từ không khí vào ba môi trường 1, 2, 3 thì phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây? A từ 1 đến 2, B từ 2 đến 3, C từ 1 đến 3 và D từ 3 đến 1. Như vậy chúng ta thấy để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì phải có điều kiện ánh sáng đi từ môi trường chiếu quang hơn sang môi trường kém chiếu quang hơn. Trong trường hợp này mình thấy được một góc tới y cùng một góc tới y truyền tới các môi trường 1, 2, 3 mà góc khúc xạ R1 bé hơn góc khúc xạ R2 bé hơn góc khúc xạ R3. Điều này cho chúng ta biết cái chiết xuất của môi trường 3 nhỏ hơn chiết xuất của môi trường 2, nhỏ hơn chiết xuất của môi trường 1. Như vậy khi mà nó đi từ môi trường 3 đến môi trường 1, tức là ánh sáng của chúng ta đi từ môi trường chiếu quang kém hơn sang môi trường chiếu quang hơn. Như vậy thì khi N3 bé hơn N1 mà ánh sáng đi từ môi trường 3 vào môi trường 1 thì chắc chắn sẽ không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn phương án D. Câu hỏi số 4. Trong sợi quang, chiết xuất của phân loại A luôn bé hơn chiết xuất của phân trong suốt xung quanh. B luôn bằng chiết xuất của phân trong suốt xung quanh. C luôn lớn hơn chiết xuất của phân trong suốt xung quanh. Và D có thể bằng 1. Như vậy ở đây chúng ta nhớ lại cấu tạo của sợi quang thì chúng ta sẽ biết rằng chiết xuất của phân loại luôn lớn hơn chiết xuất của phân trong suốt xung quanh, tức là lớn hơn chiết xuất của phân vỏ, và mình sẽ chọn câu C. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi số 5. Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết xuất N1 tới mặt phân cách với môi trường có chiết xuất N2 với góc tới y khác không? Xét các điều kiện sau. 1. N2 lớn hơn N1. 2. N2 bé hơn N1. 3. Sin y lớn hơn hoặc bằng N2 chia N1. Và 4. Sin y bé hơn hoặc bằng N2 chia N1. Như vậy chúng ta thấy muốn có điều kiện phản xạ toàn phần thì các điều kiện thỏa mãn là, như vậy mình biết rằng muốn có điều kiện phản xạ toàn phần thì chúng ta phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, ánh sáng truyền từ môi trường tới môi trường chiếu quang kém hơn, tức là N1 phải lớn hơn N2. Như vậy đầu tiên, điều kiện thứ nhất là điều kiện số 2. Và điều kiện thứ hai, góc tới phải lớn hơn hoặc bằng góc tới giới hạn. Mà góc tới giới hạn của chúng ta lại thỏa mãn điều kiện sin y giới hạn lại bằng N2 trên N1. Như vậy trong điều kiện này thì mình phải thỏa mãn điều kiện là sin y lớn hơn hoặc bằng sin y giới hạn, mà sin y giới hạn lại bằng N2 trên N1. Như vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được sin y lớn hơn hoặc bằng N2 chia N1. Như vậy thì để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần phải thỏa mãn điều kiện số 2 và điều kiện số 3, và mình chọn đáp án D. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một số bài tập định lượng. Bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Một đèn chiếu ở trong nước rồi một chùm tia sáng song song lên mặt thoáng của nước. Phía trên mặt thoáng là một màng E nằm ngang. Ta sẽ nhận được một vệt sáng trên màng E khi góc tới thỏa mãn điều kiện nào? Biết chiết xuất của nước là N bằng 4 phần 3. Ở đây chúng ta đang chiếu tia sáng đi từ nước
ra không khí, có nghĩa là N1 lớn hơn N2. Như vậy nếu gốc tới y của chúng ta lớn hơn hoặc bằng gốc tới y giới hạn thì sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân. Mà nếu xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân thì cái màng e của chúng ta ở trên mặt thoáng của nước sẽ không có vệt sáng. Như vậy nhưng mà giả thiết đề ra là sẽ nhận được một vệt sáng trên màng e. Để màng e nhận được một vệt sáng thì hiện tượng phản xạ toàn phân phải không xảy ra, tức là vẫn còn tồn tại hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tính gốc tới giới hạn của hiện tượng phản xạ toàn phân. Sin y giới hạn sẽ là bằng N2 chia N1 với N2 là chiết xuất của không khí và N1 là chiết xuất của nước. Như vậy mình sẽ có 1 trên 4 phần 3 sẽ bằng 3 phần 4. Thì từ đây chúng ta sẽ giải ra được góc giới hạn phản xạ toàn phân bằng 48,6 độ. Và để màng E của chúng ta nhận được một vệt sáng thì phải có hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tức là không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân. Từ đó thì cái góc tới mà chúng ta chiếu phải nhỏ hơn góc tới giới hạn, tức là nó sẽ bằng 48. Góc tới của chúng ta phải nhỏ hơn 48,6 độ thì lúc đó trên màng E sẽ thu được cái vệt sáng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Tia sáng của chúng ta đi từ thủy tinh có chiết xuất N1 bằng 1,5 đến mặt phân cách của nước có chiết xuất N2 bằng 4 phần 3. Hãy tìm điều kiện của góc tới A để không có tia khúc xạ vào nước và B để có tia khúc xạ vào nước. Như vậy ở câu A này, để không có tia khúc xạ vào trong nước thì tại điểm tới phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân. Do đó đầu tiên chúng ta sẽ đi tính góc giới hạn của hiện tượng phản xạ toàn phân. Thì mình áp dụng công thức thôi. Sin y giới hạn bằng N2 trên N1, trong đó N2 là chiết xuất của nước và N1 là chiết xuất của thủy tinh. Thì mình thế vào thì mình sẽ có được N2 của chúng ta bằng 4 phần 3, N1 của chúng ta bằng 1,5. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm ra được góc tới y giới hạn của chúng ta xấp xỉ bằng 62,73 độ. Như vậy để không có tia khúc xạ vào nước thì góc tới y của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng góc tới y giới hạn. Có nghĩa là góc tới y của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng 62,73 độ. Và câu B, để có tia khúc xạ vào nước. Như vậy thì để có tia khúc xạ vào nước thì điểm tới không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân. Như vậy để có tia khúc xạ vào nước thì góc tới y của chúng ta phải nhỏ hơn góc y giới hạn. Có nghĩa là góc tới y của chúng ta phải nhỏ hơn 62,73 độ. Bài tập số 3, ở một đáy chậu nước cách mặt nước 10 cm, người ta đặt một nguồn sáng điểm S cho biết chiết xuất của nước bằng 4 phần 3. Vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ S nghiêng một góc 60 độ so với phương ngang. Câu B, đặt một đĩa gỗ tròn trên mặt nước, tấm của đĩa nằm trên đường thẳng đứng đi qua S. Tìm bán kính tối thiểu của đĩa để toàn bộ ánh sáng phát ra từ nguồn không ra khỏi mặt nước được. Như vậy ở đây ở câu A thì chúng ta thấy vì cái tia sáng SI tạo với mặt ngang một góc 60 độ. Như vậy đây, đây chính là tia tới SI của chúng ta tạo với mặt ngang của chúng ta một góc này là góc 60 độ. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được góc tới Y của chúng ta sẽ là bằng 90 độ trừ 60 độ bằng 30 độ. Và áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tại Y thì chúng ta sẽ có được N1 sin Y bằng N2 sin R. N1 bằng 4 phần 3, Y bằng 30, N2 bằng 1. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được góc R của chúng ta bằng 41,8 độ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B. Thì
Ở câu B, người ta yêu cầu chúng ta tìm bán kính tối thiểu của đĩa để toàn bộ ánh sáng phát ra từ nguồn không ra khỏi mặt nước được. Như vậy thì để toàn bộ ánh sáng phát ra từ nguồn không ra khỏi mặt nước được thì có nghĩa tại ý của tại điểm tại ý này phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định góc giới hạn phản xạ toàn phân thì áp dụng công thức sin y giới hạn bằng N2 chia N1. Trong đó N2 là tiếp xúc của môi trường không khí và N1 là tiếp xúc của môi trường nước. Thì chúng ta sẽ tính được sin y giới hạn bằng 3 phần 4. Và bây giờ mình sẽ gọi O là tâm của đĩa tròn. O là tâm của đĩa tròn. Như vậy chúng ta sẽ thấy là càng xa O như thế này thì góc tới của chúng ta sẽ càng tăng. Vì sao? Vì khi càng xa O như thế này thì cái góc alpha của chúng ta sẽ càng lớn, mà góc tới y của chúng ta luôn bằng góc alpha. Do đó khi góc alpha tăng thì góc tới y của chúng ta cũng tăng. Và để không có tia sáng nào lọt ra ngoài không khí thì tại điểm tới y này phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Và bây giờ chúng ta sẽ gọi y là vị trí mà gần O nhất để tại đó vừa bắt đầu xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Thì lúc này cái bán kính tối thiểu của đĩa mà ta cần tìm chính là bằng OI. Thì chúng ta sẽ đi xác định OI. Thì mình áp dụng các công thức lượng giác đối với tâm giác OIS. Thế là chúng ta sẽ có được sin alpha sẽ bằng OI chia căn của OI bình cộng OS bình. Và lúc đó góc alpha của chúng ta sẽ bằng góc tới giới hạn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Do đó mình sẽ có được sin alpha chính là bằng sin y giới hạn. Và thế cái giá trị sin y giới hạn bằng 3 phần 4 trên này vào đây. Thì từ đó giả thiết người ta đã cho được là cái OS là cái khoảng cách từ điểm sáng S đến mặt nước là bằng 10. Do đó chúng ta sẽ thế các giá trị của D cho vào thì mình sẽ tìm ra được OI bằng 11,34 cm. Và đây cũng chính là cái bán kính tối thiểu của đĩa để toàn bộ ánh sáng xảy ra từ nguồn không ra khỏi mặt nước được. Về nha, các em nhớ học bài, trả lời các câu hỏi và bài tập trang 172, 173 sách giáo khoa và làm thêm các bài tập sách bài tập và xem được kiến thức bài lăng kính. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe.